trưa hôm nay Kim Thành Thảo có lọc của chị Thanh ha. Hôm nay là chị đến lại ủng hộ em Simen nè, rồi nhiều sản phẩm khác nữa. Chị là bà trùm Simen. Bà đeo Simen là bà đổi liên tục. Đây, phải chỉ đeo cỡ từ tầm 2-3 tuần là chỉ đổi nha, đổi mẫu nhanh lắm, nhanh chán lắm. À, vàng thì đổi mà người yêu không đổi nha. Trên tay chị đang là đeo Simen bản muốn ly nha quý khách, móc máy, rất là sáng luôn nha. Đó, đẹp lắm. Simen này là 26 dòng nè quý khách nè. Xuất sắc ha, sáng chiếu luôn. Rồi, siêu phẩm hàng mới về của em đây, kiền bính. Đang hot kiền bính nha quý khách nha. Kiền bính với lại mặt dây chuyền. Này, thị trường là đang rầm rộ những cái mẫu kiền dẻo nè, mà dạng thắt bính nha. Kiền này có trọng lượng là gần 7 chỉ. Quá trời xinh luôn. Một cái mặt dây chuyền thương hiệu mới về. Trời ơi, mặt đợt này về lô hàng cũng đẹp. Sắp Tết rồi là bắt đầu nó ra mẫu nhiều lắm quý khách ơi. Mặt này là 2 chỉ rưỡi hơn nha. Đeo luôn nha bé Thanh. Hả? Có kiền hôm nay nữa rồi. Trời ơi, nhiều lắm. Mua gì đam mê. Đam mê. Đam mê. Đây đây, bông tai nè. Về bông tai tua dài nha. Xin ha, nhìn thử thức ha. Cái này là 4 tua nha quý khách, 4 tua mì. Tua dài luôn á, đẹp lắm kìa. Cái bông tua mì này là 1 chỉ nha. Và cuối cùng là một chiếc nhẫn. Nhẫn nam chữ Phước nha. Đây, cái này là mặt phông bọng nè. Mà cái thành nhìn nó dày dặn lắm nha, đeo chắc chắn cực kỳ. Nhẫn nam này là 2 chỉ hơn xíu. Rồi ok, cái này là anh trai đeo đúng không? Con chị á. Lát nữa anh đeo luôn ha. Dạ. Rồi, tất cả những sản phẩm hôm nay chị Thanh mua ủng hộ tiệm Sương Sương 127 triệu nha quý khách nha. Rồi, bọc riêng hóa đơn này. Cảm ơn chị Thanh nhiều nha. Đây em chuyển cái này. Ok chị. Cái này nè, cái này nè. Ờ, đôi băng đeo đi. Bây giờ là ba đôi đâu có rồi. Có đâu này không? Có, nhưng mà nó có 2 cộng thôi. Dự định mua xi men thôi mà nó phát sinh đủ thứ cũng không lại. Nó ngồi á. Trời, nó cứng. Nó cứng sao dễ vô không được á. Cài vô rồi đó. Dạ. Trời ơi, trái tay của chị nó dày lắm. Dày lắm hả? Chừng nào mà cho nó tét nổi rồi. Ừ. Bởi chim có tiền, trái tay Phật nè. Tiền vô đều đều. Đều đều hả? Trái tay nó cung. Ồ, trái tay nhìn đã. Ok, cảm ơn chị Thanh nhiều nhiều. Ừ. Bỏ hộp riêng ha. Mấy cái này mua trên chị đâu có đâu. Tôi xuống tới đây. Dạ. Tiệm lớn người ta hay sưu tầm mẫu. Em ngày nào cũng phải săn hàng. Cộng bún, cộng máy siêu sáng nha nha. Là kim cương á. Ừ đúng rồi. Bỏ cửa thôi. À, tối hôm nay là em được đón tiếp vợ chồng chị Hương. Hôm nay là hai anh chị đến ủng hộ em Simen với lại dây mặt nha quý khách nha. Đây, Simen hôm nay chị chọn là dạng rất thương hiệu nè quý khách nha. Đây là bản 2 ly rưỡi nha quý khách nha. Rất là sáng luôn. À, 21 dòng ly 52. À, ống vuông ha. Dạng này có khóa nha quý khách nha, đeo rất là sáng với lại tiện nữa. Bộ này là một cây 2/3/2 vàng nè, rất là dễ thương ha. Rồi tiếp theo dây giác hoa mai. Dây giác hoa mai quá đẹp, quá đỉnh luôn quý khách ơi. Dây giác là nhà em có đủ trọng lượng nha, đủ loại luôn. Hôm nay là cập nhật về bao la mẫu. Một cái mặt dây chuyền thương hiệu nè, xinh ha, rất là vừa vặn với lại sợi dây luôn. Đó, xi men nè, rồi dây với mặt hôm nay chị mua ủng hộ tiệm có giá trị là 59 triệu hơn nha, gần 60 triệu. Chị yêu chị đeo dây không? À, em để hộp hết cho chị luôn ha. Em cảm ơn vợ chồng anh chị đã đến ủng hộ tiệm em nha. Dạ. Đến ủng hộ tiệm một chiếc nhẫn đầu rồng nha quý khách nha. Đây, phom nhẫn đầu rồng một cây vàng này quý khách nè. Rất là đẹp luôn nha. Xuất sắc. À, đây là nhẫn đầu rồng ngậm châu đỏ ha. À, từng đường nét của nó làm rất là kỹ xảo luôn nha. Từng ha râu làm đẹp lắm. Chiếc nhẫn này trọng lượng thực của nó là 9 chỉ 9 phân tư nha quý anh chị. 35 triệu chiếc nhẫn này. À, quá đẹp. Đây em mời anh đeo luôn ha. Em còn cái đầu nhỏ đó. Mua anh chị đeo cặp. Em có chiếc nhẫn bên đây nữa rồi. Dạ. Thì em không đi bán, anh không có đeo. Đây cho em gửi. Cảm ơn anh nhiều nha. À, tối hôm nay là Kim Thành Thảo có lọc vip của chị Lan. Hôm nay đến ủng hộ em một cái dòng siêu đẹp luôn quý khách ơi, vàng Italy 750 nha quý khách nha. Đây cái dòng đây là hàng hot nè quý anh chị nè, đẹp chưa? Đây. À, dạng bi xen kẽ chỉ xe nha. Xuất sắc chưa?
Bi này là bi đều hết luôn nha, móc máy kim cương. Này là 5 cộng bi xen kẽ dưới xe. Cái này nó làm y như là dạng xi men nha quý khách. Nó đeo rất là sáng. Cái dòng này có trọng lượng là 37g, 37g hơn nha, gần 38g. 60 triệu đồng nè. Này tâm đưa đùng nữa ha, quá rất là đẹp luôn. Xuất sắc, đeo hàng Ý là quá đẳng cấp luôn nha quý anh chị nha. Em xin phép đeo cho chị luôn ha. Rồi, xuất sắc quá. Quá đẹp luôn á. Thay vì mà quý anh chị không thích đeo xi men thì có thể đeo những cái dạng model như nè. Quá đỉnh. Rồi, em gửi chị Lan hóa đơn. Cảm ơn chị hôm nay đến ủng hộ tiệm em nha. Cảm ơn chị nhiều. Vàng Kim Thành Thảo. Tối hôm nay thì Kim Thành Thảo được lọc của một vị khách ở rất là xa luôn nha quý khách nha. Anh đã từ Vĩnh Long mà đi xe máy lên hả anh? Đi một mình lên thôi hả? Anh lên ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo một cái sợi dây nha quý khách nha. Thiệt sự luôn, cảm mến vô cùng. Ở dưới đó mà chạy xe máy lên để mua vàng thôi đó quý khách. Thì hôm nay là anh Thắng đến ủng hộ em một cái sợi dây, em vừa mới về hàng luôn nha. Đây, em vừa mới đập hộp cái lô dây khuyên lặt lọng đồng tiền á. Đây, hôm nay là anh lên ủng hộ em nè. Qua dây quá đẹp luôn quý khách. Dây mẫu mới nha. Cái dạng dây này quý khách đeo nó không có bị lập mà như cái dạng dây khuyên lặt nha. Đó, từng cái thẻ của nó là có lọng kim tiền trong này à. Hàng công nghệ giả đúc nha, rất là sáng luôn. Phom dây này là gần 9 chỉ nè. Quá đẹp. Sợi dây này hôm nay anh mua ủng hộ tiền có giá trị là cỡ khoảng 30 triệu hơn nha. Anh em xin phép đeo cho anh luôn ha. Dạ. Chuẩn luôn. Ok. Dạ, cho em gửi hóa đơn. Cảm ơn anh đã không ngại đường xa đến hộ tiệm nha. Dạ. Tối hôm nay thì Kim Thành Thảo rất là vui mà khi mà được xe duyên cho vợ chồng chị Hương. Hôm nay thì hai anh chị đến ủng hộ em một bộ vàng cưới nha. Đây, xuất sắc lắm quý khách ơi. Ba cái kiềng cổ nè, dòng dây nha. Đây, giới thiệu kiềng cổ cho quý khách xem. Đây là kiềng chạm hai chỉ nha quý anh chị, làm chạm hoa mai, chạm long phụng đủ kiểu ha. Đây rất là đẹp luôn. Kiềng cổ bây giờ là đang thị trường đang cháy hàng nha quý anh chị ơi. Cho nên là Kim Thành Thảo lúc nào cũng phải săn hàng nè để phục vụ cho quý anh chị hết trơn á. Đây, kiềng là đẹp lắm nha. Hôm nay là Kim Thành Thảo về kiềng chỉ rưỡi nữa quý khách ơi. Kiềng nhẹ vàng luôn á. Rồi, tiếp theo dòng bảng nè, bảng lớn đẹp quá ha, ba chỉ nha quý anh chị nha, ba chỉ xuất sắc luôn. Dòng này ba chỉ nha, chạm luôn nè. Rồi một sợi dây hoa mai xinh xinh, hoa mai đó, hoa xuất sắc. Dây bốn chỉ nha. Rồi một đôi bông hoa mai, một đôi bông hoa mai nè quý khách nè. Đây, bông vặn hoa mai nha. Rồi, ngoài ra thì anh chị còn mua thêm những khâu nữa. Tổng thể mà anh chị mua ủng hộ em thì có trọng lượng có khoảng một cây tám vàng, có giá trị là 94 triệu nha quý khách nha. Rồi, tiệm vàng Kim Thành Thảo. Tối hôm nay thì Kim Thành Thảo có lọc của anh Thi ha. Hôm nay đến ủng hộ em một sợi dây công Hàn Quốc. Phong dây này là dạng công Hàn Quốc, nối ống kim tiền với lại phát tài nha. Đẹp chưa? Đây, giác kim tiền nè quý khách nè, rồi xong rồi có chữ phát tài nữa. Đó. Dây dài 6 tấc trồng đầu nha, khóa hộp xoay, hàng cao cấp luôn, xịn sò. Dây này một lượng vàng nha quý anh chị nha, 33 triệu nè. Quá đẹp luôn, xuất sắc ha. Rồi, nhanh tay đến tiệm vàng Kim Thành Thảo nha quý khách nha.